Chung cư mini nhà ở xã hội BKMS tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Và thấy kiến trúc chung ở đây gồm những block nhà 5 tầng, diện tích căn tầng trệt là 60m² và diện tích những căn trên lầu là 30m². Ở đây là một cái cửa sổ của một căn hộ 30m². Bây giờ ta sẽ xem bên trong nó như thế nào. Căn hộ này nó chỉ có diện tích 30m² thôi. Và đây là phòng sinh hoạt chung. Chỗ này có thể để được một cái bàn, một bộ sofa. Ở đằng kia là bữa chính. Chỗ này là cầu thang để đi lên gác. Và phòng ngủ thì nằm trên gác. Còn đây là toilet. Toilet nhỏ nhỏ xinh xinh. Với bồn cầu, bồn rửa mặt, vòi sen tắm và gạch lát tường. Và bây giờ ta sẽ đi lên trên gác để xem phòng ngủ. Và lối đi lên là một cái thang bằng sắt. Và ở đây là phòng ngủ. Diện tích của phòng ngủ là 10m². Và nó có một cửa sổ. Góc của phòng ngủ thì có một cái phòng phơi quần áo. Và phòng phơi quần áo này có cái cửa để kéo lại giúp ta không nhìn thấy quần áo bên trong. Và nó có rạch tổ ong để lấy không khí và ánh sáng vào. Đó là phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, toilet và phòng phơi.